Bệnh nha chu ở đây là bệnh xung quanh một chiếc răng, chia làm mà hai loại bệnh. Thứ nhất là viêm nú, cái thứ hai là viêm nha chu. Viêm nú là viêm mô nú bao phủ bên ngoài một chiếc răng. Lứa tuổi hay gặp mắc bệnh nha chu, nhất là bệnh viêm nú, thì xảy ra ở lứa tuổi 9 tới 10 tuổi cũng có thể là nú bị viêm. Còn viêm nha chu là viêm cái tổ chức sâu bên trong một chiếc răng, cụ thể là kết dính giữa xương ổ răng và dây chằng nha chu. Đối với bệnh viêm nha chu thì cái lứa tuổi hay gặp là từ 35 tuổi trở lên thì dễ mắc bệnh viêm nha chu. Thì sau khi chúng ta đã tìm hiểu về cái bệnh nha chu là gì, cái lứa tuổi thường hay gặp, thì chúng ta sẽ tìm hiểu về cái nguyên nhân gây bệnh nha chu. Thì nguyên nhân gây bệnh nha chu ở đây có hai nhóm nguyên nhân lớn, đó là nhóm nguyên nhân tại chỗ và nhóm nguyên nhân toàn thân. Thì nguyên nhân tại chỗ kể đến đầu tiên là do dị vật. Thì bệnh nhân thường hay ăn những cái thức ăn có xương, nó đâm và nó xuyên vào cái mô nú, nó gây viêm, nó gây áp xe. Bệnh nhân đi chấm răng, bệnh nhân đi chụp răng sứ thì cái miếng chấm răng nó dư, chụp răng sứ nó dư, nó đè vô cái mô nú, nó cũng gây viêm đỏ cái mô nú. Cái nguyên nhân tại chỗ mà thường hay gặp nhất, chủ yếu đề cập nhiều nhất là mảng bám. Mảng bám chứa nhiều cái vi khuẩn, mà mảng bám nó khu trú ở những cái vị trí như là khe nú bao xung quanh cái cổ răng. Thì đây là cái vị trí mà bệnh nhân thường là đánh răng không có hiệu quả, khó vệ sinh, nó dễ gây viêm nú. Đối với nhóm nguyên nhân toàn thân thì đầu tiên kể đến là sự thay đổi nội tiết tố. Tuổi dậy thì trong cái thời kỳ kinh nguyệt, nó làm cho cái nội tiết tố của người phụ nữ tăng cao, đặc biệt là phụ nữ mang thai, cái cholesterol nó tăng khoảng 10-15 lần. Thì như vậy thì cái mô nú nó sẽ tăng sinh, nó sẽ phát triển sưng to lên, viêm nhiễm lên. Những cái bệnh nhân mắc bệnh đái tháo đường, tăng huyết áp, stress, yếu tố về tâm lý, hút thuốc lá, các bệnh về bệnh lý về phổi, bệnh lý về cơ xương khớp, thì các chuyên gia cho rằng có liên quan đến cái bệnh viêm nha chu. Chúng ta đề cập tới cái vấn đề là triệu chứng của bệnh nha chu là gì. Thì đối với bệnh nha chu mà thuộc cái bệnh viêm nú thì nú sẽ sưng, nú sẽ đỏ lên, đánh răng nó sẽ chảy máu, đôi lúc nó tiết dịch, nó gây đau. Còn nếu mà viêm sâu vào cái tổ chức sâu bên trong cái mô nha chu, tổ chức của xương ổ răng, dây chằng nha chu, nó làm cho các cái yếu tố phản ứng viêm như prostaglandin, yếu tố interleukin, các cái yếu tố hoại tử u, nó sẽ sản sinh ra các hóa chất trung gian, nó làm phá hủy cái xương ổ răng và phá hủy cấu trúc của dây chằng nha chu, thì nó làm cho răng nó bị lung lay và đôi lúc nó dẫn đến mất răng, phải nhổ đi chiếc răng bị viêm nha chu. Về cái điều trị của cái bệnh nha chu thì ở đây chúng ta có hai cái phương pháp điều trị chính, đó là phương pháp điều trị không phẫu thuật và phương pháp điều trị phẫu thuật. Đối với phương pháp điều trị không phẫu thuật thì cái nguyên tắc điều trị chủ yếu là chúng ta loại trừ cái nguyên nhân tại chỗ gây ra bệnh nha chu. Ví dụ như những cái miếng chấm dư, những cái phục hình răng sứ bị sai thì chúng ta điều chỉnh lại, chúng ta phải tháo cái mẫu, cái chụp răng sứ ra để cái nú nó hết bị viêm. Bên cạnh đó, chúng ta có những cái điều trị gọi là thường quy phổ thông, đó là chúng ta đi cạo vô răng. Chúng ta phải chăm sóc được cái nú răng, bên cạnh chúng ta đánh răng đúng cách. Người ta hay gọi là đánh răng theo phương pháp của nha sĩ.
Thì đó là cái phương pháp đánh răng theo phương pháp PAS cải tiến. Đây là cái phương pháp đánh răng rất là hiệu quả. Trong cái nguyên tắc điều trị của bệnh nha chu thì cái quan trọng nhất, điều trị cốt lõi nhất là bệnh nhân phải tự chăm sóc vấn đề đánh răng và làm sạch cái mô nú. Thì cái phương pháp đánh răng PAS cải tiến này nó sẽ giúp cho loại bỏ cái mảng bám, loại bỏ những cái mảnh vụn thức ăn, loại bỏ những cái yếu tố gây viêm nó nằm sâu trong bên trong cái khe nú. Như vậy thì nó mới hết cái bệnh nha chu. Ngoài cái phương pháp đánh răng làm sạch cái khe nú thì bệnh nhân cũng phải biết dùng chỉ nha khoa, bệnh nhân phải chải lưỡi để làm sạch cái khoang miệng. Bệnh nhân được ghi toa súc miệng với cái thuốc súc miệng có chứa clohexidine nồng độ từ 0,12 tới 0,3%. Bên cạnh đó có thể dùng những cái men vi sinh hỗ trợ để tăng cường cái hệ tạp khuẩn có lợi, giảm bớt cái hệ tạp khuẩn có hại gây bệnh nha chu trong cái khoang miệng của mình. Bác sĩ cũng có thể ghi toa cho bệnh nhân uống bằng cái đường uống toàn thân kháng sinh hỗ trợ cái điều trị diệt cái vi khuẩn gây bệnh nha chu. Thì đối với cái nhóm điều trị không phẫu thuật nó có những cái ưu điểm, ví dụ như là bệnh nhân khỏi phải gây tê, bệnh nhân khỏi phải hạn chế những cái chấn thương, những cái xâm lấn. Nhưng mà đôi khi cái hình ảnh trên phim X-quang nó cho cái sự đánh giá cái sự tiêu xương, khuyết hỏng xương, răng lung lai thì chúng ta phải chuyển sang ngoại khoa, chúng ta sẽ điều trị phẫu thuật. Điều trị ngoại khoa ở đây là chúng ta sẽ ghép xương, chúng ta sẽ đặt màng hướng dẫn cho xương nó tái tạo, nó lấp đầy cái sự khuyết hỏng xương để giúp cho răng nó ổn định lâu dài. Vừa rồi tôi vừa trình bày xong cái vấn đề về bệnh nha chu. Thì để cập nhật cái kiến thức, để hiểu thêm những cái kiến thức thêm về cái bệnh răng miệng nói chung và bệnh nha chu nói riêng, đặc biệt là những cái giải đáp thắc mắc, những cái vấn đề liên quan tới cái sức khỏe môn nha chu, thì quý vị, quý khách hàng có thể đặt cái câu hỏi để mà chuyên gia của chúng tôi sẽ giải đáp thắc mắc và đem lại cái điều trị, đem lại cái sức khỏe về cái môn nha chu tốt nhất cho quý vị và quý khách hàng. Video đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị trong những cái video tiếp theo.